Xin chào bà con, đây là cái mô hình tưới nước tự động cho cây chanh dây. Bà con để ý xem, đây là cái mô hình rất tiện lợi cho cái việc trồng chanh dây. Chúng ta không phải đi tưới bằng dây ống nhỏ, đây chúng ta tưới tự động hết thì chúng ta sẽ lợi được nhiều mặt. Thứ nhất là về nhân công nè, thứ hai là về thời gian. Khi mà tưới tự động như thế này á thì ta chỉ cần bật camera lên, nó sẽ có một liều lượng nhất định, ví dụ như một tiếng hay là bao nhiêu phút đó, là chúng ta ngắt thiết bị đó là nước nó xâm đều đi, không phải tốn nhân công. Là con cứ xem hết cái clip này. Nếu ai có vốn hoặc nhu cầu á thì hãy nên lắp cái hệ thống tưới nước này. Đó là theo mình khuyên cho bà con nông dân, để có các clip về cái kỹ thuật á, về cái chanh dây á, các mô hình trồng chanh dây á, thì bà con nên đăng ký kênh và xem kênh.